Xin chào tất cả anh chị em và các bạn nha. Tôi là Nguyễn Văn Trường. Hiện tại tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OPS tại thị trường Phú Tân, Cà Mau. Thì buổi tối ngày hôm nay tôi có ghé thăm về ao nuôi của anh Cường. Thì hiện tại anh Cường đang ủ vi sinh đây, Biosutrolit đây, và Acelabac đây. Trước đó thì anh cũng đã ủ một kỳ Biosutrolit và một gói enzyme PST. Đây. Giờ thì anh đang xả xuống đây. Thì anh ủ lên được ít gan nên em muốn sửa khúc anh làm thêm một bể tầm 200 lít như thế này ủ rồi đến sáng ra đánh xuống. Hiện tại thì áo của anh ngày mai lại giống về 400.000. Đây, áo anh 1.500 nên hiện tại là nước của anh rất là nhiều cho nên mình phải cần bổ sung vi sinh cho ngày mai giống về cho nó tốt để hệ sinh thái ở trong môi trường nước được tốt để lô tôm về không bị sốc môi trường ở bên ngoài. Đây, đây. Thì đây là Acelabac, thì lạc nữa thì anh ủ thêm 5 kỷ đường cạc vàng. Hoặc là tầm 5 lít mực đường hoặc là 7 lít mực đường. Đây nó hút vào cái càng 200 lít này. Đây, đây là buổi tối ngày hôm nay. Để ngày mai kịp đánh xuống ao nuôi. Đây, là anh thả trực tiếp nha. Vì anh chỉ có một ao nuôi duy nhất nên anh thả trực tiếp. Anh không gieo như mọi người. Đấy. Nhưng khâu môi trường như như pH kiêm thì đã kiểm tra đầy đủ và khuẩn thì đã test là tất cả thông số môi trường là ổn định. Ngày giờ chỉ việc nằm ngủ giấc ngay đêm đến đợi giống về để thả là quả tuyệt vời. Thế sáng mai thì đánh được một liều một kỹ một kỹ beta glucan C và 3 chai hơi cua được 30 phút. Đấy, và mình thuần giống tầm 30 phút rồi khi để mình tiến hành thả con giống. Đấy. Hiện tại thì đang xả voi xuống. Anh xả chứ? À xả rồi hả? Rồi ok. Tuyệt vời. Lần sau anh ủ trong cái cán 800 lít này luôn anh này. Anh ủ trong ngay cho lượng nước hơi nhiều á. Thì vi sinh nó đẻ ra, nó có cái không gian nó đẻ ra được nhiều á. Thì anh ủ nó thì trong cái thể tích nhỏ quá. Thì lượng vi sinh nó có nhưng mà nó không tốt bằng cái cán lớn. Và cái màu nước khi mình xuống đánh vi sinh xuống nó có thể tạo ra được cái màu tra. Giúp tôm phát triển tốt. Đấy. Đây là buổi tối ngày hôm nay. Được rồi. Anh bỏ mất đường ra chứ? Bây giờ là hiện tại đang xúc. Bây giờ có đứa cạp thì lại 5 kg. Chưa có mặt đường rồi. Có đứa cạp thì đứa cạp thì quá tuyệt vời rồi. Đứa cạp được không? Được. Mấy ký? 5 kg. Rồi đứa cạp thì đánh 5 kg nữa. Là xong. Đấy. Rồi em xin kết thúc video hôm nay. Có gì hẹn tất cả anh chị em và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.